Chào tất cả anh em đam mê sông Bắc Hang, đam mê bãi chim đêm. Thì mình đang đi này là mình đang đi kiếm bãi anh em ơi. Thì đang kiếm bãi ra lưới đánh tối nay anh em. Giờ này chiều cũng 4 giờ rồi anh em ơi. 4 giờ mấy à. Thì kiếm bãi nãy giờ chạy vòng vòng chưa thấy cái bãi nào hết trơn anh em. Cái bãi này, cái bờ này thì quá là ngon luôn anh em, nhưng mà ngặt cái bãi cũ của mình lúc trước mình căng cái bờ này nó chim đâm nó yếu nè anh em. Căng cái bờ này chim đâm yếu thì được căng dưới ruộng vậy nè, cái bờ vậy nó nhỏ xíu vậy nè anh em. Bờ nhỏ quá vì mình không có chỗ nào ngồi nằm gì được hết trơn anh em. Thành ra chua đang kiếm cái bờ mà căng ngang dưới ruộng vậy mà không có được anh em. Được cái bờ xuôi hai bên này thì nó quá trời ngon rồi. Kiếm bãi chua quá anh em ơi, thì nước ngập hết trơn rồi, khó mà kiếm bãi lắm. Người ta xả nước vô, người ta ngâm đất rồi cho mềm, đặng chuẩn bị để xả lúa anh em. Thì nước tinh láng gì hết trơn rồi, khó kiếm bãi để đánh lắm anh em. Thì chắc căng cái bờ lớn này đại luôn rồi anh em ơi, chứ không có bờ biết sao giờ. Căng cái bờ lớn này luôn chứ đi đâu nữa anh em. Thì xe mình đậu lên trước rồi anh em ơi. Xe đồ đạc rồi mình đem lại hết. Bắt buộc phải căng cái bờ này luôn anh em. Cái bờ này đó, chút ép gì không á, không có chỗ nào ngồi được hết anh em á. Chạy bất kim cũng té xuống ruộng đó. Thì cái bãi này bãi cũ của mình. Căng chiều này luôn chứ biết sao anh em. Rồi em up clip khi nào chút xíu em quay cái xào, quay cái xào cho ông anh bạn coi nữa anh em. Ông bình luận cái video trước em kêu em quay cái xào cho coi. Thì chút xíu em quay cái xào cho anh em coi luôn ha. Đây, xe mình lên trước nè. Một bao lưới, một giỏ đồ, chùm cái xào này. Để em lấy cái xào ra, cái em quay cái xào cho anh em mình xem, rồi em gắp cái xào rồi em căng lưới luôn anh em. Đi ha. Đó. Đây, cái xào đã đem ra rồi nè. Này, phần cẩm dưới đất nè, làm kiểu này luôn rồi anh em. Còn cây này, cây xào giữa. Đây, cái đầu bên này. Đây anh em. Khi mà mình rút ra, đây là mình hàng cái phen nha, hàng cái phen để mình rút cái này ra. Đó, rút cái này ra ha anh em. Rút cái này ra và đầu bỏ cái đầu này vô lại là một thành một cái xào nha anh em. Như vậy nè, để em rút ra hết luôn. Đó, tay bên làm tay bên quay hơi khó nha anh em. Chở cái đầu lại nè, lấy cái đầu này nè, thọt vô. Đó, nó vô có tới phèn đó cái nó ngừng rồi anh em. Nó chết ở đó đó, vô tới phèn nó chết ở đó đó, thành một cái xào dài nha anh em. Dễ làm mà đơn giản mà anh em, muốn đâu có gì khó đâu.
Rồi vậy anh em thì cây sào giữa này, hai cây giữa này, cái giữa này sọt vô, nếu mình chở rồi mình sọt vô cây này được luôn anh em. Cây 27, cây 27 là cây lớn đó, cây dứ đó là cây 34 đó, 27 34, còn cây này thì cây 27 luôn. Cây này cây sào giữa này 27, còn cái cây này cây 24. Nè. Là vậy đó, cây sào giữa mình không cần cây sào cứng anh em. Thì nó chỉ chịu lực chỏ lưới lên thôi là được à. Còn cây hai cây bên thì mình cần cây sào cứng. Cây 34, cây 27 là xài được rồi anh em. Vậy đó, rút gai rút vô cái này cũng như cái đó. Phen thì mình hàn cái phen vậy nè, rồi mình chở đầu lại mình đút vô. À, đứng lên. Rồi em ngưng clip nha anh em, rồi em gáp lưới rồi xong xuôi rồi. Có gì tối nay em quay lại anh em ơi. Thì cũng không quên chúc anh em một buổi chiều vui vẻ luôn nha. Đó. Thì sào em đã căng xong dây hai bên làm xong hết trơn anh em. Chỉ kéo hai bên lưới ra thôi là rồi đó anh em. Đó, cái sào phía bên bển. Đây là cái sào giữa. Thì cộng dây này cộng dây kéo lên, kéo xuống, kéo lưới. Rồi là vậy là kéo lưới bên kia đi là bên này ra nữa là xong rồi anh em. Thì rồi ta lưới ra. Vậy các anh em thì em quay như đây thôi, thì em kết thúc video nha anh em. Thì tối nay có gì em quay lại anh em ơi. Rồi. Buổi sáng luôn anh em ơi. Chúc buổi sáng vui vẻ luôn em. Thì đêm nay đủ công rồi anh em ơi, không thấy con gà nào hết trơn anh em ơi. Thấy một con nó đảo phía bên ngoài đó, nó không chịu tấp vô anh em. Thì cái bờ em nghĩ là cái bờ xui này nó không chịu đâm bằng cái bờ mà ngang căng cái ruộng anh em. Căng cái ruộng nước không lính láng rồi nó không chịu đi. Căng cái ruộng nước lính láng không rồi mà không có chỗ nào ngồi anh em. Nói giết gì nói bậy luôn à. Nay được có chích không anh em ơi? Có 4 con chích rồi anh em ơi. Không nhiều đâu. Không đủ công. Tối nay chắc em bỏ gà luôn anh em ơi. Chuyển qua đến quất cái chích lại anh em. Này hai con bánh ít đó anh em ơi. Hai con bánh ít nè. Này 4 chích anh em. Có một con này em dụ biết lâu luôn, sáng mới lên nè anh em. Dụ biết lâu luôn mới chịu lên. Con này lông lá rồi mứt rực anh em ơi. 4 con này thôi anh em. Chứ sau hè nhà em thì dàn lưới vót ở đó nữa, không biết có không nữa, em không có hỏi vợ. Đánh hai dàn. Tối nay em cũng đánh ở đây mà em đánh nó chích với gà, chích với vót lại anh em ơi. Bỏ gà quá, đánh không thấy nhúc nhích. Sáng lên thấy đảo một con cái không chịu sắn vô, nó đảo ngoài phía bên ngoài không à. Nó không sắn vô đây. Nói chi là căng lưới xuống ruộng là hút liền.
Thôi chỉ bao nhiêu đây rồi anh em ơi. Chúc anh em một buổi sáng vui vẻ luôn anh em. Để coi chiều nay coi em tính dời bãi nữa mà thôi chiều nay cũng đánh đây luôn anh em ơi. Đánh một hai đêm nữa. Ở đây bãi này thì so với bãi nhà em thì chích có lẽ đi yếu hơn bãi nhà em á. Bãi nhà em chích đi mạnh hơn anh em. Rồi em ngừng clip tại đây luôn anh em. Thấy hay thì dùng cho like, đăng ký kênh ủng hộ em với cho em có cái động lực em ra video tiếp theo cho anh em mình xem ha. Có anh em mới chơi thì không biết này biết kia thì anh em có thể gọi qua Zalo cho em thì em biết nào em chỉ cho anh em làm. Rồi bye bye anh em.